Đến với triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2016, Audi đã mang tới 12 mẫu xe đình đám nhất của mình, bao gồm Audi Q2, Audi Q3, Q5, Q7, Audi A5, A7, Audi A4, A6, A8L, Audi TT, R8 nhằm đem đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cùng cảm giác thoải mái cho khách hàng tại ngôi nhà Quattro của Audi. Trong hơn 30 năm, Quattro đã cùng với Audi dẫn đầu các thương hiệu xe sang trên toàn cầu trong lĩnh vực dẫn động 4 bánh. Kể từ năm 2009, Việt Nam đã trở thành vùng đất Quattro, nơi 60% số lượng xe Audi bán ra được trang bị hệ thống này. Những mẫu xe được trang bị Quattro gồm có Audi Q3, Q5, Q7 thuộc dòng SUV, A5 và A7 Sportback và A8L Limousine. Cũng là một trong 12 mẫu xe Audi trưng bày tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2016, Audi R8 Coupe V10 đã phô diễn hoàn hảo công nghệ Audi Quattro và chào đón tất cả khách tham quan tới Audi, ngôi nhà Quattro. Tại triển lãm năm nay, Audi đã mang tới một diện mạo của thương hiệu hoàn toàn mới với gian trưng bày có tổng diện tích hơn 700m2 với những thiết kế và phong cách đồ họa mới. Điểm nhấn tại gian hàng Audi chính là sự có mặt của Q2, mẫu xe thể thao mạnh mẽ và ấn tượng. Phiên bản Audi Q2 được phân phối chính hãng tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ 1.4 TFSI đi kèm hộp số 7 cấp tự động thế hệ mới. Xe đạt công suất 150 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 8,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 212 km/h. Với công nghệ ngắt xi lanh theo yêu cầu, Audi Q2 1.4 TFSI với hộp số S-tronic có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,2 lít cho 100 km. Bên cạnh việc trưng bày các mẫu xe, gian hàng của Audi cũng đã tiếp đón những đại sứ thương hiệu của Audi như siêu mẫu Thanh Hằng, hoa hậu Đặng Thu Thảo, siêu mẫu Thúy Hạnh, nghệ sĩ múa Linh Nga, ca sĩ Nu Phước Thịnh, á hậu Dương Tú Anh, ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đông Nhi.